thì là đăng nhập nè, nhập mã 6F97D, tạo một địa chỉ IP mới, hostname này, Đỗ Trần, port là 8000, địa chỉ IP là 192.168.1.150, nhập mã bảo mật 66C75, thêm mới, ok, check, port này 8000, mã, XYZG, ok, open này. Chuyển sang đầu ghi cắm đầu ghi nhập màn hình này, một menu này, nhập mật khẩu admin này, a b c d 2 3 4 này, rồi ok, và cài đặt này, mạng này, nhập địa chỉ IP remote này, nâng cao DDNS tích lại này, vào lại này, tích, nhập tên miền và Đỗ Trần 68 này, tên người dùng, tên tài khoản này, Đỗ Trần 68, mật khẩu của Đỗ Trần 68, mật khẩu nhập lại Đỗ Trần 68 này, ok, ok, thoát, chuyển qua máy tính. Vào địa chỉ 192.168.1.1, nhập vào security setup này, vào port forwarding, nhập địa chỉ IP là 192.168.1.150, port là 8000, starting port là 8000, ending port là 8000. Ấy. Remove này. IP address 192 này. 8000 này. 8000, 8000. Add này. Chuyển sang. Tải lại này. IP update successful này. Ok, chuyển qua điện thoại.